chơi gì khôn khôn chút nữa. Ngày thanh niên thông minh nhất năm rồi. Mình phải tự hào vì mình khôn nhất thiên hạ. Nãy giờ Thức nó nói tao là khôn hết phần của thiên hạ, hóa ra là nó nói là ngu hết phần của nhóm. Thì anh Gợt đang làm gì hả anh Cúc? Chơi dạ. Bài, chơi bài anh đấm. Dạ không? Là không có làm gì anh bài nè. Bài anh đấm nè, chơi dạ. Không? Ồ, chơi ba quỷ này, chơi làm mẹ gì? Bây giờ sao? Bây giờ biết làm gì vậy? Vậy? Tao có trò này chơi vui lắm. Chơi gì? Bỏ xuống đi, cất xuống đi, đặt xuống đi. Dẹp đi. Chưa đấm được nó cái nào đó. Đấm làm gì dẹp đi, đấm đau không được gì, cái này chưa được ăn, chưa được uống. Cái gì? Để trò gì đây? Giờ hang nè, mày nào chơi với tao? Chơi chơi không? Chơi, em chơi với anh á. Cái gì mà cầm nước mắm, coca dữ gì ba? Em chơi với anh á. Biết trò gì không? Nè. Giờ mình đổ mỗi thằng nửa ly coca đi. À, tới đây đi. Ha. Xong rồi, mình trộn nước mắm vô. Ha. Rồi. Chơi ngu với ông nội. Chơi sao gì ngu quá vậy? Chơi cái gì khôn khôn chút được không? Giờ mày có chơi không? Thôi để trong này chơi. Mày có chơi đâu, nó là ngàn em. Mày không chơi, mày qua mày làm cameraman giùm tao đi. Trời ơi trời. Bớt lớn bớt chơi ngu lại. Chơi cameraman giùm tao đi. Rồi nha. Giờ chơi nha. Thắng mà thắng được gì mà thua được gì? Thằng nào thua thì thằng đó phải dắt cái thằng thắng đi nhậu. Ok không? Một chầu nhậu rẻ thôi, 500 ngàn. Rồi ok. Nhớ nha, nhớ nha. Rồi rồi. Ok. Giờ nha. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Mio Seven cùng với anh em bác sĩ. Và hôm nay mình với bác sĩ em lại tới một cuộc đua mới. Không phải là thử thách nữa mà là một cuộc đua. Bác sĩ em và mình cameraman. Chào tất cả các bạn. Phía sau gắng nói theo cả. Hôm nay tụi mình sẽ đổ coca và nước mắm trộn chung với nhau. Nhưng mà lần này không phải là thử thách. Không phải là thử thách nha các bạn. Mà lần này là cả một chầu nhậu. Chầu nhậu. Một chầu nhậu. Ngàn. Chầu ngàn. Thằng nào uống xong trước là thằng đó thắng. Bây giờ mình sẽ đổ coca vô trước. Đây nha. Ngon mít xịt thơm. Thấy chưa? Xì xì chưa? Áo trắng người sáng tương lai. Áo trắng người sáng tương lai dâng lên cái hết tương lai luôn. Đó giờ mình đổ vô nha. Cần đo đồng đếm nhỏ đủ nha, để ông thằng kia nó hay thưa kiện lắm. Thở ra cái hả đòi lên công an không? Bằng bằng. Thở ra đòi lên công an không à? Mệt lắm. Rồi. Bằng chưa ta? Bằng chưa ta? Rồi. Bằng chưa? Được chưa? Được rồi, được chưa? Được rồi. Tí nữa đi. Không có thưa nha. Không. Rồi. Nhưng mà bây giờ mình nói trước với các bạn vậy nè. Nước mắm á, nó rất khó uống. Nó khó lắm. Cho nên nó tụi mình thử bằng cách này nè. Tụi mình sẽ đổ mỗi lần một muỗng vô. Rồi hút thử một miếng. Thử thách mỗi lần một muỗng trước thôi, đúng không anh? Hút thử một miếng. Tầm nào thằng nào mà thấy vừa rồi đó, hai thằng đều nói là vừa rồi. Nó vừa tới rồi đó, đó là quá cái mức độ mình chịu đựng được rồi đó. Rồi. Là bắt đầu cuộc thi mới bắt đầu. Ok, và mình đổ cái muỗng đầu tiên. Trời thôi, thấm quá. Như bữa trước ăn cơm đó. Không, lần này là không có dương cờ trắng như bữa trước ăn cơm nghe cha nội. Lần này là phải đấu hết mình luôn. Chiến đấu hết mình luôn á. Một muỗng. Rồi bên này. Các bạn biết rồi đó, tại sao mình phải làm vậy. Không phải là mình khó, nhưng mà cái nước mắm này nó khó uống lắm, dễ bị tăng sông. Với lên thứ hai là cái vô cái nước ngọt có ga này nó là nó vô uống không nổi đâu các bạn ơi.
bệnh luôn á. Dạ, hay luôn này. Làm mấy clip này về là xong rồi bệnh đi bệnh viện tìm thuốc. Tiền thuốc còn hơn tiền chuyên thuốc. Rồi lên bọt kìa. Hút thử miếng thôi, đừng có hút hao rồi lát rồi ăn gian là không được. Chưa xin nghe đâu à. Chưa xin nghe gì à. Chưa đâu. Chơi tiếng ngủ nữa. Sao mình nghe mình mặn ta. Cười cái con khỉ. Có chơi có chịu. Phải là cũng ân ớn rồi đó. Một muỗng nè. Đó. Rồi, tiếp muỗng thứ hai nè. Đó. Không biết mùi vị ra sao nha, muỗng hai. Lên nào chậm kìa. Nếu mày được nhưng mà tao chưa được là vẫn còn lên nha. Lên nữa hả? Ừ. Tầm nào mà hai thằng đều nói quá sức chịu đựng rồi là bắt đầu cuộc thi. Quay đều lên. Quay bọt nè. Xem lên bọt nào, lên bọt. À lên bọt nè. Xem lên bọt. Muộn nó đi. Chơi nữa hả? Ừ. Được, mày gán. Muộn nó đi, nhà nhau gì? Nó luôn nó nuốt luôn cái bữa nhậu của mình luôn hay sao trời? Dễ ăn có ngoại đâu. Ăn được bữa nhậu tao đâu có dễ đâu mày. Coi nè, đó một muỗng nha. Đây, em tự rót nha. À, tự rót luôn đi. Vô nước mắm mình đông nha, ai đông đấy uống. Ừ. Đủ muộn nha. Không ăn gian nha. Đủ nha. Chơi đàng hoàng không ăn gian nha. Má chừa lung đền là chết với tao á. Rồi. Em thấy phê lắm rồi đó. Khá phê rồi đó anh à. Vô. Thử miếng nha. Sao ăn thấy sao? Tẩy 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 quản rồi. Tao thấy là quá sức chịu đựng của tao rồi. Đậu này sao mày sao em thì cũng mất được rồi đó. Ổn mày sao tao vậy rồi chứ tao không chịu mất nồi lẩu đâu. Thôi em thấy rồi, ổn là được rồi đó chứ lên nữa là thua lá nữa. Chưa đâu bây giờ luật chơi á, phổ biến nè, hai thằng này ngậm vô rồi cái cameraman sẽ đếm 1, 2, 3 là Hàn Quốc. Ok không? Rồi, ai nhanh, ai hết trước là thắng nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Thôi, độ lên. Tẩy đồ mở nắp sẵn nha. Mở nắp tẩy sẵn nha, không có ói như nhà. Có dây lau một mền gì đem cất đi. Được chưa? Được. Ai đếm? Camera mới. À, mày đem luôn đếm. Chứ giờ hai thằng đang ngậm miệng thì sao đếm? Đó lại rồi. Chuẩn bị chưa? Chưa, hai thằng. Ý thằng đang điền đi. Chuẩn bị kêu xe đi. Hai thằng niên thông minh nhất năm rồi. Liệt cái nào cũng chết em mà, không thắng đâu. Sao anh đòi em trong nghe? Là lậu. Rồi chưa hai thằng niên? Thằng cameraman nó nói hai anh em mình thông minh nhất rồi. Mình phải tự hào vì mình khôn nhất thiên hạ đúng không? Mình khôn hết phần của thiên hạ. Không, nó chửi mặt anh. Không, nó đang chửi à? Ờ, đang chửi mặt anh á. Ủa, nãy giờ nó tao tưởng nó nói móc nó xéo anh. Nãy giờ tưởng nó nói tao là khôn hết phần của thiên hạ. Yeah. Hóa ra là nó nói là ngu hết phần của chó. Ngu hết phần của chó. Rồi, chuẩn bị chưa? Đếm nha. 1 2 3 bắt đầu. Rồi. Lên tới nào rồi? Ừ. Có uống kìa. Cực kỳ. Không. Ai biểu mày cứ lên lên hoài chi? Tao bỏ vô một muỗng được rồi. Ông cố.
đấu mới mình lên lên là phải đấu là phải chơi hết mình anh ơi. Cầm ly lên. Cầm ly lên. Uống. Camera quay cận à. Đó hả? Một thằng điện rớt. Cái thằng điện này. Nói tối hai thằng điện không biết áp mới sợ. Thôi, chị thua à? Quá giờ ông đúc nữa không quá rồi. Đây nha các bạn. Ly ít hơn ly bên bên đây nha các bạn. Sắp thắng rồi. Rồi tới nào rồi đây. Chị thua đi cờ ơi, cái nồi lẩu mất công tăng xong á. Muốn được yeah, rồi. Dạ mà. Đấu sau lại thì thanh niên. Nó kiểu cảm giác cái mày biết cái mùi không? Nó vừa nồng nồng mùi thối thối thôi không không. Nó nồng nồng kiểu coca, nó gai nữa. Mà lại nó còn nồng nồng coca rồi có ga ở trong là nó cùng thêm cái mùi khấm khấm của nước mắm á. Nhìn nó mặn mặn nữa, mặn mặn chua chua. Đó. Thề luôn, ông nội đã uống được tóc cùng. Sao? Thua à? Thua đi chứ, em còn xíu. Thua không? Cho bây không? Giờ ai hết ly trước là thắng nè. Cho 5 phút suy nghĩ. Đi nữa hả? Trời ơi, anh Cường này chết rồi, anh Miu này chết rồi. Cực kỳ khó uống luôn các bạn nè. Không nhờ các bạn được uống thử nha, chứ cực kỳ khó uống luôn. Mình lỡ uống triệu ông nội rồi. Lên tới nạo rồi. Mình nhìn ly rồi không? Uống không nổi mình lại mình nói không? Đó. Mà nãy vô thì hổ báo. Giờ vô rồi chút đuôi vậy. Tiếp. Lại đầu hàng nữa rồi. Lại đầu hàng nữa rồi. Má vậy là mất nồi lẩu rồi các bạn. Nói ra tôi thực tình là mình cũng nhận xét một điều là nó khó uống bạc cố luôn, khó cực kỳ luôn, giống như bữa trước mà mình ăn cơm vậy. Như bữa mà ăn cơm cho ăn nước mắm nó mặn mà nó còn le luôn mà nó hôi. Trời vậy là tối nay 7 giờ nha. Rồi ok, tối nay 7 giờ nha. Má lại vô cũng như con báo cũng giờ vô má cút cười như một con cờ hó. Nói thật là các bạn là cực kỳ khó uống nha các bạn, uống chịu không nổi, hôi quá, không mặn nữa. Thì là bác sĩ em thắng không? Thắng rồi, tầm này sao chơi lại. Này hộ báo vô, hộ báo giật cục đuôi rồi. Không này hay. Đây này để chứng thực thì đúng là nó cái ly của thằng này nó cái ly của thằng này nó thấp hơn miếng. Còn nhiều chứ bộ. Nhiều lắm gần hết rồi. Dạ mà sung lắm. Mày muốn bị bệnh thật đâu mới sợ. Ok, vậy là video của mình xin được kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe và chia sẻ cho mình để mình có tiền YouTube để mình dắt cái thằng quỷ này nó đi ăn lẩu thôi, chứ còn mình chính thức thua bạn. Đau quá, nhục quá, buồn quá. Bye bye, bye, bye.